Thưa quý vị, những năm gần đây, mô hình du lịch sinh thái ở khu vực nông thôn miền núi trên cả nước phát triển mạnh mẽ, đã góp phần mang lại khởi sắc về kinh tế cho người dân. Tại thành phố Đà Nẵng cũng đã hình thành nhiều mô hình phát triển du lịch sinh thái gắn với cộng đồng, tập trung nhiều nhất ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Để phát triển du lịch sinh thái nhưng phải đảm bảo sự phát triển bền vững là mục tiêu mà Hòa Vang đang hướng đến. Đây là điểm du lịch homestay A Lan Như của ông A Lan Như, thôn Giàng Mỹ, xã Hòa Bắc. Đây cũng là mô hình du lịch sinh thái đầu tiên được hình thành tại địa phương nhằm tạo điều kiện cho bà con đồng bào dân tộc Cơ Tu ở hai thôn Tà Lan, Giàng Bí cải thiện đời sống thông qua dịch vụ du lịch. Mô hình du lịch này là một trong những điểm đến yêu thích của người dân thành phố. Cơ sở A Lan Như là cơ sở mà tụi em đã biết từ lâu và tụi em cũng đã dẫn học sinh tới đây được nhiều lần. Khu vực Hòa Bắc và khu vực A Lan Như thì rất là mát mẻ, trong lành và ngoài ra thì rất là yên tĩnh, phù hợp cho những cái hoạt động ngoại khóa cho trẻ em cũng như là gia đình muốn thư giãn cuối tuần. Từ năm 2019, được Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang hỗ trợ kinh phí 300 triệu đồng cùng với nguồn vốn đầu tư của gia đình ông A Lan Như. Qua hơn 3 năm hoạt động, mô hình du lịch gắn kết cộng đồng này đã góp phần cải thiện đời sống người dân, đồng bào dân tộc Cơ Tu. Có mô hình du lịch thì chúng tôi thấy là có người dân ở đây là làm bên nấu nướng rồi là có là thu nhập phát triển về đan lát, dệt thổ cẩm, phát triển là cái về múa cồng chiêng rồi tung dây giá. Là dân chúng tôi ở hai thôn có việc làm, tức là thu nhập cũng được, cũng có đồng ra đồng vào. Không phải như trước đây cực khổ bị chữ là có mô hình du lịch thì chúng tôi thấy là có người dân ở đây là làm bên nấu nướng đó là phát triển về đan lát, dệt thổ cẩm, phát triển là cái về múa cồng chiêng rồi tung dây giá rồi là các tiết mục hát đều là làm một xí cũng là có tiền thu nhập trăm họ cho là trong tiếng đồng hồ đó là họ làm cả ngày chứ có 200 bạc và nhân lúc họ làm cỡ tiếng đồng hồ là có tiền thu nhập thì nó đời sống hiện tại của dân là đi lên là hơn rất nhiều. Còn đây là điểm du lịch sinh thái kết hợp cắm trại dã ngoại có tên gọi Yên Retreat tại thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc. Lượng khách bình quân mỗi tuần mùa du lịch cao điểm khoảng 300 khách. Có thể khẳng định, sự hấp dẫn của những mô hình du lịch sinh thái nơi đây đã góp phần đáng kể vào việc cải thiện đời sống người dân vùng miền núi Hòa Bắc. Từ khi có du lịch nó lên là bò công, buôn bón hay là lụm chi là cũng có giữ xa là cũng đỡ, cũng nhờ cái khu du lịch này phát triển lên. Mà những năm gần đây thì với cái những cái thửa đất mà không cái sản xuất nông nghiệp cũng không đem lại cái hiệu quả kinh tế thì người dân cũng đã chủ động chuyển đổi cái hướng qua cái khai thác cái du lịch sinh thái gắn với cái sản xuất nông nghiệp, thì qua cái mô hình của bà con thì giúp cho bà con thì có cải thiện được cái thu nhập, cũng tạo công ăn việc làm được cho người địa phương. Bên cạnh đó thì đối với những cái nông sản mà bà con ở đây địa bàn xã họ sản xuất ra thì cái đa dạng về cái đầu ra cho sản phẩm, giúp bà con là tiêu thụ được sản phẩm, nâng cao được cái đời sống, tạo cái công ăn việc làm cho bà con. Những mô hình du lịch sinh thái không những góp phần cải thiện đời sống người dân mà còn tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý tại địa phương. Trước đây khi mà các cái điểm du lịch chưa hình thành thì cái lượng khách tìm đến Hòa Bắc thì đa phần là cái khách du lịch tự phát, họ lên với Hòa Bắc thì họ chủ yếu tập trung ở các cái khe suối, sông suối họ để du lịch. Thì những cái điểm này thì tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ về cái đuối nước, rồi về cái cháy rừng, rồi mất an toàn, rồi bên cạnh đó là cũng ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc mà cái vệ sinh môi trường. Nhưng mà từ khi các cái điểm mà du lịch được hình thành, cái lượng khách này thì họ tập trung chủ yếu vào các cái điểm du lịch này, do đó là cái việc quản lý đối với cái du khách là rất là nhiều thuận lợi. Bên cạnh đó là đảm bảo được cái an ninh trật tự, đảm bảo được cái vệ sinh môi trường. Cũng chính từ hiệu quả của các mô hình du lịch sinh thái ở Hòa Vang mà tháng 12 năm 2021 vừa qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành nghị quyết số 82 về việc thống nhất chủ trương thực hiện thí điểm khai thác du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hòa Vang từ năm 2022 đến năm 2025,
áp dụng cho không quá 15 mô hình. Để thực hiện đúng chủ trương phát triển du lịch sinh thái của thành phố, người dân cũng rất cần sự hỗ trợ, hướng dẫn của các cấp, các ngành để phát triển các điểm du lịch sinh thái đúng quy định của pháp luật và đảm bảo sự phát triển bền vững. Lãnh đạo các cấp quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện, cơ chế giúp cho người dân về cái thủ tục giấy tờ, hướng cho bà con để có cái cơ sở sau này để làm bền vững những cái điểm du lịch lưu trú tại địa phương và nhân rộng cái mô hình này cho toàn thôn, cho người dân cùng tiếp cận để người dân phát triển xóa nghèo bền vững. Tôi mong muốn cơ quan chức năng có những cái chính sách hỗ trợ cho những cái điểm khu du lịch tại Hòa Bắc này, nói chung và Yên Retreat nó riêng, thì có những cái chính sách rõ ràng, có những cái bản quy chuẩn để làm cho cái du lịch nó bền vững hơn. Hòa Vang là huyện nông nghiệp, có nhiều lợi thế để phát triển du lịch nông thôn. Vì vậy, phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới là xu thế tất yếu và là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững. Và thực tế thời gian qua cho thấy, những mô hình du lịch sinh thái ở Hòa Bắc nói riêng cũng như Hòa Vang nói chung là những điểm đến du lịch hấp dẫn, qua đó đã góp phần cải thiện đáng kể đời sống người dân. Điều cần nhất hiện nay là các điểm du lịch sinh thái nơi đây cần sự quan tâm, hỗ trợ tư vấn của các cấp, các ngành để phát triển du lịch sinh thái tại địa phương, đảm bảo sự phát triển bền vững.